Em chào anh ạ. Em à, cô có phải em đặt ở đây đặt tà tựa đúng không? Vâng ạ, em đang tựa. Em đang đặt trà sữa. Tà tựa. Đây là bánh. Bánh ạ. Ừ, bánh. Anh cứ như kiểu ở đặt siếc ra ai anh nhỉ? Đúng rồi. Anh em gửi tiền à? Ừ, còn khuyến mại mà, còn khuyến mại. Khuyến mại gì anh? Anh ơi! Khuyến mại mà! Anh! Sao anh vào nhà em thế anh ơi? Anh bảo này, công ty của anh có cái chương trình khuyến mại. Anh ơi, cái bệnh đấy nó lây được không? Đừng nhại anh bị thế đấy là mốt của anh. Anh ơi, mình đang ở trong nhà ấy. Anh thì chết rồi, xui chị làm sao nhỉ? Ở trong nhà. Bình tĩnh. Anh bỏ mũ ra cho em. Đấy chưa, anh vừa toát hết cả mồ hôi ra rồi anh ạ. Anh bỏ cả kính ra đi. Ui, nhà này màu trắng à? Vâng, thế của anh nhìn nó màu gì? Màu xanh. Trời ơi, có hai nhà màu xanh lá cây vậy. Kính phát trình. Vâng, thế anh ơi, chương trình khuyến mại gì hết? Nhanh ra, ra khỏi nhà em ạ. Hai cốc tà tứa. Vâng ạ. Hai bài hát. Anh ơi, bọn em không thích nghe hát đâu không, anh. Không, để anh hát, anh hát hài lắm. Anh ơi, anh hát. Không, anh hát. Như kiểu lạc ở sở thú vậy. Anh ơi, hết chưa anh? Chưa đến đoạn điệp khúc của bài 1. Từ em xin lỗi anh thật nhưng mà thôi đến đây là đủ rồi. Em nghe đủ rồi. Không. Anh yên tâm. Chương trình. Nghe em nói. Nói thì mãi mới được một câu mà cứ nói nhiều thế nhỉ. Nghe em nói bình tĩnh chưa? Hơi bình tĩnh. Nhá, bây giờ không cần hát nữa. Anh cứ về, em cho anh 5 sao. Được 5 sao không? Được 5 sao. Thật đây, em máy luôn. Cho 10 sao đi. Nó chỉ có 5 sao đấy đâu, cho 10 sao. Cho 5 sao rưỡi. Rồi, 5 sao, nhìn thấy chưa? Ừ, 5 sao. 5 sao rồi, thôi nhớ, anh cho em dẫn anh về. Được rồi. Có hát tiếp không? Ồ. Đúng rồi, đến thế thôi. Bao nhiêu đơn hả? Cứ anh về nhá. Vâng, để em ra. Lần sau thích thì anh hát tiếp nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Trời ơi. Hỏng hết cả cấp thời thượng của mình. Không, anh ơi, anh đi em mở cửa cho anh. Em cứ bình tĩnh, Được rồi. Làm gì mà có người. Anh ơi, anh đi dập lại dập ai là được đấy. Dập tha của anh là bắn lắm. Đúng rồi, anh đi The boy. Anh đi thì vật boy ấy. Anh về nhá, vâng, em cảm ơn anh. The boy. Không, boy. Anh đi vật tứa. Ôi mẹ ơi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.